Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận định thị trường của tuần giao dịch vừa rồi và cái định hướng giao dịch cho tuần sau, khoảng ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thì nay giọng em nó lại hơi khàn khàn, lại số mũi hắt xì, thời tiết nó đang kiểu này ở Hà Nội. Nếu mọi người ở Hà Nội mọi người biết đấy, đó, thì nó cứ đang nóng nó lại lạnh này. Em hơi ốm một chút, nên mọi người thông cảm nhé. Giọng sẽ hơi khàn khàn như này. Ok. Thì đến với thị trường đi, chúng ta đã trải qua những cái thông tin như là tăng lãi suất của Fed rồi Silicon Valley hay là CS rồi phá sản rồi cũng hấp thụ rồi đúng không? Fed thì cũng tăng lãi suất 25%, thì mọi thứ nó cũng em thấy đánh giá là nó cũng khá là bình ổn, nó cũng khá là ổn định. Và thị trường Dow Jones bên Mỹ mọi người có thể nhìn ở đây là sao đang có dấu hiệu tạo đáy dần dần ở đây, mặc dù là nó cũng tương đối có cái ngưỡng cự tương đối là mạnh kia. Mọi người thể nhìn thấy ở đây là cây mà cụt đầu này đó, cây giảm đang xanh 200 điểm ngay ngay lập tức khi mà ông Powell phát biểu, nó có một số cái vấn đề đó, thị trường qua đầu giảm 530 điểm. Thì tiếp theo phiên đấy cũng có một cái phiên mà ngay đầu phiên là tăng khoảng 400 điểm. Mọi người nhìn cái kiếm ở đây đó, gần như là cái kiếm ấy, nó đầu phiên tăng khoảng gần 400 điểm, rồi cuối phiên nó cũng loanh quanh quay về 500 triệu, thì có nghĩa là cái vùng kháng cự ở trên đây nó rất là mạnh đúng không? Thế là cái cây này nó tạo ra một khung vùng kháng cự khá là mạnh, mà mỗi khi mà thị trường chạm lên cái gọi đường gì ạ, đường EMA 20 là có bán xuống. Và hiện tại thì cái vùng đáy ở đâu đó khoảng 3.000, 32.000 điểm nó vẫn đang là tôn trọng đúng không? Đó, thị trường có rất là nhiều phiên đang đóng cửa trên vùng này, thì nó cũng là một cái tín hiệu tích cực, có nghĩa là thị trường đang có sự tạo đáy đúng không? Thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều kiến thức rồi, và cái đánh giá của em thì đó như lúc đầu là nó cũng khá là bình ổn, và cái lo ngại thì điểm hiện tại thì nó chỉ là liệu còn ngân hàng nào sụp đổ nữa không, liệu có cái sự đổ vỡ hệ thống nào nữa không. Thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta lại được nghe thêm một cái ngân hàng nữa tên là Deutsche Bank, nó là một ngân hàng của Đức và một ngân hàng lớn nhất ở Đức, nằm trong top 6 bank lớn nhất của châu Âu và gì ạ, nằm trong top 10 bank lớn nhất thế giới. Thì có nghĩa là cái quy mô tăng tài sản của thằng này nó có tương đối là lớn, nó khoảng như là Silicon Valley ấy, là khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là quy mô nó gấp khoảng 6 lần so với cả gì ạ, so với cả SVB đó. Thì thông tin gần nhất là cái giá cổ phiếu của thằng này nó đang rơi đúng không, mọi người search này, Deutsche Bank. Có nghĩa là giá cổ phiếu thằng này đang rơi vào cái gì ạ? Và cái CDS convert convert thì default swap đúng không? Nó cũng tăng giá. Thì nó cũng gây một cái hiệu ứng lên ở thị trường. Mặc dù thằng này thì em có vừa coi qua cái bảng cân đối kế toán của nó. Đó, cũng vừa coi qua một chút thôi. Cái này dài quá, em thân mọi người dài quá, toàn tiếng Anh thôi, nhiều cái là bản thân em mấy em đọc cũng chưa thể hiểu hết được đó, nó rất là nhiều cái khác nhau so với bank Việt Nam, nếu nhiều khi đọc cũng không hiểu hết được. Nhưng mà nhìn qua cái đánh giá của em thì thằng này ấy, cái mảng IB là mảng investment bank của nó thì nó cũng không không bị như SVB đâu, và cái cơ cấu tài sản của nó tương đối rõ ràng, có nghĩa là nó để phần lớn những cái chứng khoán nó nắm giữ là ở mục gì ạ, mục HTM đó, mục AFS nó rất là ít, ATM thì nó sẽ không bị hạch toán lỗ đúng không. Có nghĩa là cái lo ngại thị trường đấy thời điểm hiện tại thì có nghĩa là nó đang theo tin đồn đúng không, nó chưa có cơ sở lắm đó, thì nó cũng nguy cơ thằng này nó phá sản nó cũng tương đối là thấp. Cho nên là cái sự kiện vừa rồi thì em đánh giá nó cũng không quá quan trọng đâu, có thể là nó sẽ gây một chút sự biến động ở VN Index nhưng mà nó sẽ không tác động quá lớn. Ok, thì đó là phần đánh giá vĩ mô. Mọi người có thể nhìn vào VN Index này. Ok, tuần vừa rồi thì index của chúng ta đóng loanh quanh ở 1.046 điểm. Hiện tại mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy gì không? Có nghĩa là loanh quanh một thời gian thì cái trend line này nó vẫn chưa vượt được. Đây là một cái kênh gọi là kênh sideway down đúng không? Và thị trường chưa vượt được. Và trong phiên hôm 6 đã có lúc vượt được rồi, nhưng cuối phiên nó đóng cửa cũng tham chiếu. Đóng cửa ở đâu loanh quanh rào 9 điểm đúng không? Lúc đấy là tăng khoảng, lúc cao nhất là tăng khoảng 7 điểm. Từ cuối phiên thì thị trường sẽ không giữ được và bị bán lại, thì cái chuyện này nó là một cái điều hết sức là dễ hiểu. Khi sao ạ? Khi một cái
trendline nó kéo từ bao nhiêu ạ? Từ 27 tháng 1 đến 27 tháng 3 đúng không? Hôm nay đúng ngày mai khoảng 27 tháng 3 thì loanh quanh khoảng 3 tháng hay loanh quanh khoảng 2 tháng. Một cái trend diễn ra trong khoảng 2 tháng ấy, thì nó phải cần cái diện, nó phải cần một cái thanh khoản, cái lượng tiền tương đối lớn để nó, nếu mà nó muốn break thì mới break được đúng không? Đó, với cái thanh khoản trong thời điểm hiện tại mà cái phiên là phiên trung bình thì nó đâu đó nó khoảng 7 đến 8 nghìn tỷ, và phiên cao nó khoảng 9 nghìn tỷ như này thì em đánh giá nó tương đối là khó trong thời điểm hiện tại. Đó, với là thị trường để vượt trendline có nghĩa là nó phải có một cái thanh khoản nó đủ lớn, có nghĩa là loanh quanh khoảng 12 hoặc 15 nghìn tỷ là mới là hợp lý. Chứ còn nếu mà nó vượt với cả một cái thanh khoản nó bé bé quá, nó khoảng 6-7 nghìn tỷ thì cái phiên vượt đấy nó phải có cần một vài phiên confirm cho cái xu hướng đấy đã rồi mới có thể mua đúng không? Thế là nó chưa đủ sự uy tín. Còn nếu mà vượt hẳn thì khoảng 12-15 nghìn tỷ lúc ấy chúng ta sẽ cân nhắc. Ok chưa? Thông tin tích cực Việt Nam thì bây giờ em đang thấy là nó rất là tốt đúng không? Khi mà gì ạ? Khi mà lãi suất ở các ngân hàng đều giảm, nó cũng vừa mới có tin xong, phiên tin hôm thứ sáu xong là sao? Ở lãi suất huy động và lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay ở một số bank lớn nó giảm. Nhưng mà sao? Hiện tại chúng ta vẫn đang đối diện một cái vấn đề là gì ạ? Cái lãi suất nó thấp đi là do gì? Cái nhu cầu vay rất là thấp, thì mọi người có thể hình dung như này này. Cái nhập khẩu của Việt Nam ấy, thì nhập khẩu ở trong đấy chiếm khoảng 96% ấy, nó là gì ạ? Nó là nguyên vật liệu sản xuất đúng không? Mà nó lại đang giảm khoảng 23% so với cùng kỳ ấy. Thì có nghĩa là cái nhu cầu tiêu dùng ở trên thế giới nó đang có vấn đề, và gì ạ? Các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ hạn chế cái sản lượng sản xuất đi đúng không? Đó, khi mà hạn chế đấy thì ai đi, các doanh nghiệp sản xuất tại sao họ cần phải đi vay ngân hàng gì đúng không? Có nghĩa là lãi suất đang thấp đi do cái nhu cầu vay nó không có đúng không? Khi mà thị trường nó khó khăn, nhu cầu nó thấp như này đó, nghĩa là cái nguồn tiền nó rẻ hơn nhưng mà nó không bướm vào thị trường đó. Cái tình trạng hiện tại là những cái thằng mà được vay thì nó đã không vay đâu, còn những cái bên mà sao bên mà bên mà sao bên mà cần vay thì sẽ không được vay đúng không? Đó, ok. Thì tuần vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy là đối với nhóm VN30 thì sao? Tăng khoảng 4,82 điểm, còn index tăng khoảng 1,69 điểm, đúng không? 265 mã xanh, 122 mã giảm. Có thể là thấy là thị trường như vậy thôi, nhưng mà số mã xanh vẫn đang chiếm ưu thế, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì về số điểm thì tập trung chủ yếu ở nhóm VN30, với cái cổ phiếu tăng mạnh nhất là cổ phiếu Novaland. Novaland thì cái thông tin của nó là gì? Novaland gia hạn được ba cái hình như là ba cái khoản trái phiếu tương đối là lớn đúng không, gia hạn thêm mới là được rồi nợ ấy. Đó là Novaland trần, và thông tin gần nhất của Novaland là đang dự định phát hành tăng vốn đúng không, để lấy những dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Novaland trần, khi mà Novaland trần như này em, theo em nó có thể đem lại đến sự tích cực nhất định cho một số những ngân hàng mà cầm cổ phiếu gì ạ, cổ phiếu cầm trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, ví dụ như là VPBank này. Đó, cái con VPBank thời điểm trở đây nó gần như là một con rất là khỏe, khi mà có cái deal của bên Sumimoto mua một cái phần của VPBank ở mức giá của 32.000. Đó thì có thể thấy là cái điều hành, cái ban lãnh đạo của VPBank họ tương đối là sao ạ, là buôn bán cổ phiếu tương đối thuận lợi, khi mà có thể là bán được 49% cổ phần của FE Credit trong năm 2021 đúng không? Ở một cái mức định giá tương đối là cao, khi là nó khoảng 2,5 lần book value của FE Credit là khá là cao. Còn đối với VPBank thì nó đang khoảng 2,2 lần pre-money đúng không? Pre-money khoảng 2,2 lần so với cái book value của VPBank đúng không? Đó, đó là họ buôn bán tương đối là thuận lợi, và cho Sumimoto là một cái hệ thống ngân hàng rất lớn của Nhật đúng không? Đấy, thì VPBank thời điểm hiện tại rất là khỏe. Còn cái giá mua nó khoảng 32.000, nhưng cái theo cái đánh giá của em ấy, nó cái gì ạ? Cái giá cổ phiếu nó tương đối khó để đạt được cái mức giá mà Sumimoto mua, bởi vì mọi người phải hiểu là khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ mua vào các cổ phiếu Việt Nam ấy, họ luôn họ phải trả một cái mức premium nhất định đúng không, đối với cổ phiếu. Thì có nghĩa là VPBank nó khả năng nó chỉ tăng khoảng vài giá nữa thôi là cái kim, nó không tăng được xa đâu đúng không? Đó, Novaland tím rồi nhá, khả năng là Novaland sẽ tăng tiếp, vì là sao,
cái thông tin quan trọng nhất nó đã được công bố rồi là gì? Novaland run được nợ, là bây giờ ấy, thằng công ty bất động sản mà run được nợ ấy, thì sẽ sống bước tiếp đúng không? Quan trọng là cái thanh khoản bây giờ nó không đang không có đúng không? Tự nhiên là một ông nào một ông bà thôi để năm sau trả cũng được đúng không? Đó, nó một tin rất là mừng cho doanh nghiệp đó bất động sản như là Novaland nói chung và các doanh nghiệp bất động sản khác nói riêng là sao? Là đã có đường thoát, đã có sự cứu cánh của ai, nói chung là không biết của ai nhưng mà đã có thông tin như thế rồi sẽ đem lại sự tích cực cho ngành bất động sản chung đó. Có nghĩa sẽ có thêm thời gian để tìm các phương pháp, các giải pháp, các nguồn vốn, đấy, các gì à, hy vọng là thị trường bất động sản nó sẽ ấm trở lại đúng không, và có thể bán được gì à, bán được sản phẩm bất động sản đúng không, để làm sao để lấy tiền ra mà đi trả nợ các loại trái phiếu đúng không, và để ổn định lại nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Ok, Novaland thì thực ra là em vẫn cầm, nói thông tin mọi người rất là lâu rồi, em vẫn cầm Novaland nhé, em thật là em vẫn cầm. Vì sao? Vì cái cơ bản nhất của Novaland là khi mà nó là một doanh nghiệp rất là lớn đúng không, chắc chắn cái giá hiện tại là nó rẻ rồi, nhưng mà với mức rẻ như thế nó sẽ có một cái rủi ro là gì ạ, doanh nghiệp này nó không chi trả các khoản vay và nguy cơ phá sản đó đó. Nhưng mà em nghĩa là đánh cược vào thằng này, nếu mà không chết sẽ sống rất dài, và có thể là mình mua ở mức giá này thì chịu lỗ một chút, mình cầm khoảng một vài năm thì sao, thì có thể nó khi mà cái thị trường bất động sản ấm trở lại thì em nghĩ là Novaland họ họ sẽ không 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 ở cái mức giá này mãi được đâu đúng không. Họ rất là nhiều cái phân khúc bất động sản và cái gì ạ, cái uy tín và cái thị phần của họ rất là lớn đúng không, trong miền Nam ấy, trong Hồ Tràm rồi là các chung cư trong miền Nam chủ yếu là của Novaland đúng không ạ. Đó, đó là cái suy nghĩ của em đối với cổ phiếu Novaland này, nên là em đang lựa chọn đầu tư, và cái mức giá trung bình nó của em thì lâu đó khoảng 15 thôi. Nói chung là chưa về bờ được đúng không, nhưng mà vẫn kỳ vọng hiện tại thì mình cứ ôm thôi. Ok, đối với những cổ phiếu khác như là GVR thì mọi người thấy GVR hiện tại nó trong biên sideway thôi, và con này tương đối khó đánh đúng không? Đó, biên sideway của nó đâu từ khoảng 15, 16 đến 14.8. Còn là cái kỳ đầu tư của con này thì em từ ngày em cũng có nhiều. Ok, tiếp đến với MB Bank ạ. MB Bank là một ngân hàng cũng nắm cái lượng trái phiếu của Novaland khá là tương đối, loanh quanh con số nó khoảng đâu đó khoảng 8.000 tỷ trái phiếu ngắn hạn của Novaland ấy. Đó, thì theo em là cái cây bật của MB này chưa liên quan đến cái vụ mà là gì ạ, là Novaland được đồng ý run nợ sao, và họ MB Bank thì họ sẽ không phải hạch toán khoản lỗ do trích lập ra đúng không. Đó, và Novaland có một cái phiên sao ở đây lại 15.4 mà đây lại nhỉ, 15.75. Ok, đó thì cái phiên bật của Novaland, bật của MB Bank này cũng nói chung là nó cũng cụt đầu đúng không, có khi nó đã chạm 18 rồi đó. Nhưng cuối phiên thì với cái áp lực chốt lời của thị trường khi mà chạm đến cái cản cứng là cái cản vùng cản chéo ở 150 ấy, thì MB Bank cũng bị bán ngược lại về 15.75. Tuy nhiên cái điểm tích cực của nó là gì ạ, nó vẫn đang đóng cửa trên gì ạ, đường MA gì đóng cửa trên MA 20 đúng không, và đóng cửa vượt được cái đường MA 100 này đó đúng không ạ, mặc dù là nó bị cụt đầu như này. Ok, rẽ này đang có xu hướng hướng lên đó. Thì cái tư vấn của em đối với MB Bank tiếp tục nắm giữ, còn là khuyến nghị đối với điểm mua gần nhất của MB Bank thì em khuyến nghị ở khoảng 17.5, 14, 17 đến 17.5 rồi đúng không, ở những cái phiên này đã mua rồi. Ok, thì MB Bank nó vẫn là ngân hàng được giá rẻ đó, bởi vì sự bởi vì nó liên quan đến bất động sản khá nhiều nên là cái định giá nó rẻ đi đó. Ok, đến với chiều giảm giá thì ra là trong phiên rồi cái con này nó giảm giá nó liên quan chuyện điều tiết tỷ số chủ yếu thôi, nó không có cái quá nhiều cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Ok, sang một số nhóm khác như là chứng khoán đi. Chứng khoán là một cái ngành mà sao mà có sự nhạy cảm, rất là nhạy cảm đối với tin tức về gì ạ, về lãi suất, về dòng tiền đúng không. Đó, khi mà có tin tức là ngân hàng hạ suất là mọi người thấy là dạo gần đây cổ phiếu chứng khoán cực kỳ khỏe, mặc dù là thường ấy, là sao là cổ phiếu chứng khoán nó gần như là một cái ngành mà đi ăn theo khi mà thị trường nó có sự tăng giá, có sự tăng thanh khoản, có những ngành như là banh và thép lên thì thường sẽ kéo những cổ phiếu chứng khoán lên đó. Cũng rất là ít khi mà cổ phiếu chứng khoán nó là một cái ngành nó leading cho thị trường đó, em chỉ lấy ví dụ chỉ có một vài lần, ví dụ như là khi mà đưa hệ thống giao dịch T2,5
vào gì ạ, vào hoạt động, thì cổ phiếu chứng khoán lúc đấy, trước khi mà lúc ra tin ấy, cổ phiếu chứng khoán nó rất là khỏe đúng không? Đó, nó gần như một ngành leading, nó có thể dẫn dắt thị trường tăng tương đối là tốt. Và lần này cũng vậy, khi mà có tin hạ lãi suất thì cái ngành sử dụng margin rất là nhiều đúng không? Đó, thì sẽ có sự nhạy cảm. Và mình có thể nhìn thấy VCI đi. Đó, VCI có thể là nó đang nhận một cái sự tích cực khác. Đó, mình có thể thấy là nó khỏe hơn so với ngành còn lại, khi mà nó có thông tin về thoái vốn công ty cổ phần sữa IDP và nhận được khoảng lợi nhuận khoảng 400 tỷ khi mà làm deal cho gì ạ? Cho VBank và Sumimoto. Đấy, VBank cũng khỏe nhất. Đối với cái con VCI này thì đương nhiên là vùng cản đây nó đã vượt hoàn toàn rồi đúng không, với một cái nến và thanh khoản như này nó tương đối ổn định đó. Còn em nghĩ là vẫn có thể mua VCI nếu mà một vài phiên tới nó vẫn tích lũy ở trên vùng gì, vùng vùng 30 31 này, và một vài phiên tích lũy với một cái thanh khoản nhỏ và không vi phạm, không vi phạm có nghĩa không hoàn toàn không phủ định cái nến như này đúng không, có nghĩa là không đóng cửa ở dưới vùng 29.5 thì em hoàn toàn nghĩ có thể là mua on VCI là được đúng không. Đó, thì bản thân em thì em cũng mất hàng VCI rồi, những cái giai đoạn vượt đỉnh như này em cũng không dám mua lại đúng không, nhưng mà rất là mừng nó vượt đỉnh thành công. Thì sau khi nó vượt đỉnh thành công như này thì cơ hội có thể sẽ mở ra nếu mà thị trường tăng ổn định đúng không. Đó, thì mình có thể nhắm mua lại sau, chả vấn đề gì cả. Một cổ phiếu mà tăng giá nó rất là nhiều điểm mua, nó chứ không không phải có một điểm mua, không phải một điểm mua ở đây đợi break đâu, mà khi một cổ phiếu tăng giá có rất là nhiều điểm mua. Ok chưa? Đó, một số cổ phiếu khác như là SSI đúng không, hay là HCM đúng không, thì hiện tại đang có khối ngoại mua rất là mạnh, đó là Phú Bông, khi mà cái tình trạng cổ phiếu như cổ phiếu Hòa Phát dạo này họ không mua nữa, bởi vì cái tình trạng họ mua đã đủ rồi, họ chuyển sang mua những con trong danh mục còn lại đúng không, và trong danh mục họ có gì ạ, có SSI là cổ phiếu chứng khoán. Đó, thì nó cũng một lý do đó tại sao mà cổ phiếu chứng khoán hiện tại nó khỏe như vậy đúng không ạ. Sang đến mấy ngành tiếp theo là ngành bất động sản đi, khi mà có Novaland tím thì các con khác nó khỏe không, thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây là có Novaland tím này, có Nam Long tím này. Nam Long tím thì thực ra em không biết tại sao, nhưng mà đối với một cái giá cổ phiếu Nam Long này, một cây tím như này thì theo em cũng tương đối khó chơi đúng không, khi trong một xu hướng giảm nó yếu hẳn hơn thị trường như này đúng không ạ. Thì cái cơ hội mua mà chúng ta có lãi với con này nó cũng tương đối là thấp ấy, nó nhìn thế này thôi, nhưng mà đến ngày thứ hai có thể nó lại có lợi bán xuống và quay lại test nền thì làm mệt đúng không, đang trong một đao chen tương đối là mạnh như này đó. Cái bật của Nam Long này em cũng chưa lý giải được, chúng ta sẽ quan sát thêm ok không ạ. Nó cũng có một số tín hiệu tạo đáy rồi, ở đây thì Nam Long thì có một số tín hiệu tạo đáy rồi đó. Hai đáy rồi phân kỳ này đó, thì cũng có một số tín hiệu tạo đáy rồi, chúng ta sẽ theo dõi thêm để xem cái câu chuyện đằng sau cây trần này là cái gì đúng không, hay đơn giản là cổ phiếu đang bị bán mạnh quá xong rồi có những cái hồi phục lên đúng không. Đó, về cơ bản Nam Long thì em đánh giá là cũng là một cổ phiếu tốt, khi mà có rất là nhiều dự án và cái dòng tiền của họ cũng tương đối là gì ạ, là bền vững và ổn định, không vay nợ quá lớn đúng không, để mà khi mà thị trường gặp khó khăn áp lực về thanh khoản thì Nam Long thì họ đã tránh được những câu chuyện đấy đúng không. Nhưng mà trong một cái đao chèn của cái bất động sản thì cổ phiếu nào thì cũng đao thôi, mặc dù tốt đến mấy đó, nhưng mà nó lại tạo cơ hội cho chúng ta để đầu tư dài hạn doanh nghiệp tốt. Như là Đích đi, xem Đích nào. Ok, Đích đợt này cũng là gì khá tích cực. Đó, sell cũng vậy, nhưng mà mọi người thấy sell khỏe hơn hẳn Đích không? Đích này thì thực ra nó chưa hoàn toàn nó vượt, nó cũng khá giống con Nam Long, chỉ có một cái đao chen như này mà nó cũng vượt được đâu đúng không. Đó, thì nếu mà Đích vượt được cái vùng dài khoảng 13.5 đi, 13.5 thì chúng ta có thể quan sát lại một cái Đích đúng không. Hiện tại này thì nó tương đối là khó đấy, nó đang xác nhận một cái vùng cản ở trên đâu đó khoảng giá khoảng 13 đúng không, khi mà liên tục chạm vào cái vùng này có những cái doji này đâu 1, 2, 3 đấy đúng không, với giá một cản như này thì chúng ta phải cần thời gian để đánh giá thêm xem cái xu hướng nó có phải là một xu hướng đặc, có phải một sự đảo chiều xu hướng không đã đúng không. Cái thứ hai là một cái trendline như này, trendline có nghĩa là nó đang hoạt động yếu hơn thị trường chung đúng không, yếu hơn với đa số các ngành các kiểu còn lại đúng không, thì chúng ta rất là cần thời gian để đánh giá thêm. DG cũng vậy, DG đang gặp vùng cản cũ rồi đúng không,
mua bán hết sức cẩn thận đối với nhóm cổ phiếu bất động sản này. Vì là sao? Vì là hiện tại nhóm cổ phiếu này nó thường là trong cái giai đoạn mà cái tin xấu, ok, đồng ý nó ra hết rồi, khi mà rất là nhiều cổ phiếu chiết khấu đâu đó khoảng 5 lần, thậm chí là 10 lần rồi, đúng không? Có thể là nó đang rẻ so với cái giá trị doanh nghiệp của họ, với giá trị doanh nghiệp của nó sự có, đúng không? Của những doanh nghiệp nó có lõi đó, nhưng mà nó vẫn là một ngành nhạy cảm, và chỉ cần một cái thông tin ra thôi, có thể là nó giảm khoảng 20% bất cứ lúc nào, đúng không? Người lúc đấy có một cái sự xuất hiện người có một hàng lạ, đúng không? Thì chúng ta phải cân nhắc trước khi giao dịch những cái cổ phiếu tương đối rủi ro như này. Đó. Sang với một số nhóm ngành khác thì thời gian vừa rồi cũng có hôm thứ sáu có một nhóm ngành khá đặc biệt, nhóm ngành than tím. Thì thực ra là nhóm ngành than này em cũng không thực sự không quan tâm với nó lắm, đúng không? Bởi vì chủ yếu công ty than này thuộc cái thuộc tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam TKV ấy, thì từ lợi nhuận bọn này nó không được bao nhiêu. Nhưng quý 4 năm 2022 nó có một sự đột biến trong lợi nhuận, và sao ạ, và bắt đầu có sự tăng giá trong quý 1 năm 2023, khi mà xuất hiện về kỳ vọng về cổ tức này, xuất hiện về khi mà cái lợi nhuận lớn như thế, vốn hóa rất là rẻ, nên là sao, nên là CST, CST đây đó, và cái cổ tức cao và cái vốn hóa tương đối rẻ, nhưng tuy nhiên thì bọn cái thanh khoản rất bé, đúng không? Đây là một phiên đổ vốn đối với cả CST, một con thần cao sơn, đúng không? Đổ vốn mà quanh quanh khoảng 400.000 giao dịch một ngày, nhân với cả 22.000 lên thì nó khoảng 8 tỷ một ngày, đúng không? Đấy, một con cổ phiếu than để đánh giá thanh khoản tương đối là lớn đấy, thì khoảng 8 tỷ một ngày. Còn ít phiên bình thường thì em nghĩ nó loanh quanh khoảng 50.000 đến khoảng 100.000 cổ phiếu, thì loanh quanh 2-3 tỷ một ngày. Có nghĩa là đây là một cổ phiếu mà có thanh khoản bé, thì đương nhiên là nó sẽ có những cái rủi ro rất là cao khi mà sao cái độ tạo lập họ ra hàng đó, mà chẳng ai mua, gần như là một người không thể nào quản trị rủi ro được, khi mà, ví dụ nó sàn liên tục như thế, đúng không? Hoặc là con TVD tham hàng danh đó, cũng là một cái trần. Ok, thì về cơ bản thì em cũng vừa review qua thị trường rồi, thì tuần tới thì chúng ta khả năng là vẫn sẽ giao dịch trong cái sự cầm chừng thôi. Cái mốc 1050 nó vẫn là cái mốc tương đối thử thách với thị trường, họ vẫn phải chờ thêm những cái động thái của Dow Jones và thị trường Mỹ để xem là có cái biến gì mới không, đúng không? Thì gần những sự kiện gần đây chúng ta cũng đều đoán được hết rồi, và nó diễn ra nó tương đối nhẹ nhàng thôi, nó không có gì gọi là panic cả, đúng không? Đó, mà cái lo ngại của em là liệu có ngân hàng nữa không, đúng không? Đó, cái phát biểu của Powell là sẽ không có sự gì ạ, có sự giảm lãi suất, có là chưa nhìn thấy điểm giảm lãi suất trong năm nay. Đó, thì không biết cái những động thái của cái giới lai Việt bên đấy, họ có những động thái gì để tác động về Fed, đúng không, để giảm lãi suất càng càng sớm càng tốt, thì chúng ta chưa biết được. Đó. Ok, thì video của em đến đây cũng kết thúc. Thì cái vấn đề ở thị trường hiện tại là vấn đề về dòng tiền thôi, nó chưa có cái sự, có nghĩa là cái base vĩ mô nó chắc chắn cho dòng quyền nó nhập cuộc lớn, đúng không? Đó, thì cái cách của chúng ta giao dịch là mua đỏ, đã mua đỏ và bán xanh chứ không mua xanh, đúng không? Đó, thì em nghĩ thế là nó cũng khá đủ cho mọi người trong tuần sau rồi. Còn là cái những cái cổ phiếu hướng tới trong tuần sau thì khả năng là tiếp tục là nhóm ngân hàng thôi. Nhóm ngân hàng hiện tại thì theo em là sẽ có định giá rẻ, và có nếu mà thị trường muốn vượt cái cản cứng đấy thì sao, nhóm ngân hàng chắc chắn là một cái nhóm được kéo lên, và những cổ phiếu mà chúng ta nên tập trung, ví dụ như là MB Bank này, ví dụ như là gì ạ, STB hoặc là LPB cũng vậy, đúng không? Và cũng chắc chắn là có nhóm cổ phiếu chứng khoán rồi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán chắc chắn là một cái nhóm cổ phiếu mà sẽ rất là hot trong thời điểm hiện tại. Còn nhóm thép thì sao, với em đang hơi lo ngại chút là cái giá HRC thời điểm hiện tại ấy, nó giảm tương đối là mạnh, mình có thể nhìn thấy ở trên trang TradingView đây, đây mình có thể thấy giá HRC nó lao dốc rồi, đúng không? Nó sẽ là một cái kỳ vọng tương đối là xấu cho cổ phiếu thép, cho nên là cần một cái mức định giá nó rẻ hơn thì chúng ta mới có thể tham gia được, chứ còn nếu mà nó như thế này thì em nghĩ là tương đối là khó đấy. Đây, như là Nam Kim đi, Nam Kim là vẫn chưa vượt được 12%, và nếu mà nó không cứ diễn ra một cái đà như này với một cái cản cứng như này mà không vượt được, khả năng nó sẽ chèn nó rất là cao, đúng không? Hay là hoa sen vậy, thì đợt này ngoại họ không không mua nhóm thép như Hòa Phát nữa rồi, đúng không? Hòa Phát thế vẫn đang tích lũy ở vùng 20, nhưng mà với một cái
giá thép nó đang có sự lao dốc như này, khi mà tạo đỉnh đúng không, và lao dốc như này thì em nghĩ là khó có thể là vượt được cản và có thu hút được dòng tiền đổ vào đấy, mà một khi là như thế rất dễ là gãy chen đúng không, phải điều chỉnh xuống có mức giá thấp hơn và tích lũy trở lại đúng không, để chờ được những cái thông tin và diễn biến vĩ mô tiếp theo, hoặc là chờ đợi báo cáo tài chính quý một đó. Thì nhóm thép chúng ta sẽ cân nhắc sau, còn sẽ ưu tiên nhóm ngân hàng và nhóm điện, nhóm chứng khoán. Ok chưa? Bây giờ đến đây là kết thúc, thì nếu mọi người thấy hay thì có thể là sao like và subscribe cái kênh YouTube giúp em cảm ơn mọi người.